Đang tổ chức. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được tổ chức thường kỳ vào mỗi sáng chủ nhật đầu tiên của tháng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình tháng 5 thì Nguyên Trân rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không thể thiếu được một thành phần rất là quan trọng, đó chính là những nhạc sĩ sẽ góp mặt cho chúng ta trong suốt chương trình ngày hôm nay. Và Nguyên Trân xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ đàn tranh Thanh Đài. Xin được giới thiệu nhạc sĩ đàn sến Tuấn Trinh. Xin được giới thiệu nghệ sĩ đàn organ Hoàng Dũng. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ đàn guitar cũng là kim phụ trách của ban nhạc, nhạc sĩ Minh Trung. Quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chương trình của chúng ta được bắt đầu không ạ? Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Nguyên Trân xin được giới thiệu đến quý vị một giọng ca đã rất được yêu mến, đó chính là nghệ sĩ Huy Dương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu rất hấp dẫn tiếp sau đây ạ. Thủy Dương xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị và cũng mở đầu cho chương trình xin được gửi đến tất cả quý vị các đầu tiên xin được gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc mang tên Áo Mới Đồng Bào. Xin được mời tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bị hai cô tân cổ chết trong cường, giọt máu quăng cường. Xin được mời tất cả quý vị cùng nghe.